Xin chào cả nhà, mình là Ly, mình đang sinh sống tại tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Mời cả nhà theo dõi video hôm nay của mẹ con nhà Ly nha. Đừng kẹt tay nha, lấy tay ra kẹt tay. Ừ, đúng rồi. Đi lên lầu về đự đóng cửa lại luôn bà cô chú. Trời ơi, cái mặt đi tắm cửa hết ông ơi. Đi lên đầu rồi. Ờ, teo vậy đúng rồi, anh nói cái đó là câu cá đâu bà cô chú. Đi tắm cửa nè con. Đây, một ngày biết bao nhiêu bộ đồ mà nói. Con trai hay con gái? Con gái. Anh nói anh là con gái. Trời trời trời, bữa nay khinh tay nữa hả? Giỏi dữ vậy trời ơi trời. Ủa ai vậy vậy? Chú vợ vợ cổ. Rồi bữa nay khoanh tay nữa mà ông bà biết anh nói gì không đó. Bà cô chú dậu cẩu lòng bà cô chú cắn con chó. Ai chỉ con khoanh tay vậy? Trời, anh nhỏ bắt trước coi nha. Bắt trước, bắt trước. Ồ, ồ, con nói đi, xin chào. Con xin chào ông bà cô chú ơi. Con. Ờ, cẩu đúng rồi, chó. Anh này con, đóng cửa lại mà khai cung theo, khai to ba. Mày nói mở máy lạnh mà đem đi mở cửa. Đúng rồi. Phải chừng kẹt tay đó, cẩn thận nghe không? Để làm xấu cho ông bà cô chú coi coi. Làm xấu. Chú làm xấu đâu mà cô chú. Đang đợi ba mua sữa về đó cả nhà. Giờ này 9 giờ tối rồi. Cái gì? Sao hỏi gì? Con hỏi gì? Tiên tri. Ờ, tiên tri à? Nằm bộ coi. Đi cơ mà hả? Đi tại tiên khoa sấy. Gọi điện cho ai vậy? Hả? Không hiểu. Tại tiên khoa sấy á? Tại sao chi sấy? Ồ, anh nói là anh gọi điện cho ba ảnh mua sữa đem về đưa cho ảnh uống. Trời ơi, trời ơi, gánh như trời. Thùng sữa hết. Trời trời trời. Trời ơi, để điện thoại sau lưng nữa chứ. Trời dục luôn rồi hả? Trời ơi, trời cái gì vậy? Trời trời, ông bà con chú coi kìa. Xách cái bình sữa rồi lấy cái đó giả bộ làm điện thoại gọi điện cho ba, kêu ba mua sữa, đúng không? Treo bà, tả tiên khoa ba bà, treo ba bà mãi nãy tuy bà. Ồ, anh nói đúng rồi. Mình hỏi ảnh là gọi điện ba kêu ba mua sữa đúng không? Nói đúng rồi. Không gọi điện đâu mà coi chứ. Gọi điện đó, gọi điện. Ở, bấm nó dữ dằn chưa? Ủa? Chưa ai chỉ gì trời? Ủa? Hảo nữa chứ. Hảo nữa. Ờ, Su Hoa, anh thấy máy quay anh ngại không bà? Cô chú không có máy quay là anh nói lớn lắm. Trời
Trời. Anh nói bà mua sữa đưa cho con uống, anh nói vậy đó. Trời trời, xách cái bình sữa bình sữa không. Làm nhiều cái mệt mỏi thiệt chứ. Anh nói cái đó là cái điện thoại của ảnh đó cả nhà. Cầm bình sữa, cả nhà coi bình sữa hết sữa rồi, ba anh đi mua rồi. Sầm mơ, anh nói cái gì? Anh nói cái gì cả nhà? Mắc cỡ, thấy máy quay mắc cỡ, thấy điện thoại mắc cỡ mà cô chú. Nói gì á? Thua. Ha, không có tạ tròn ha. Anh nói lấy điện thoại của anh hả? Anh nói gì đó? Anh nói em anh lấy điện thoại của anh hả? Anh nói gì đó bà cô chú? Chứ không có đánh nha cả nhà. Mình đánh là mình la hai đứa luôn á. Anh kia nhìn nè, anh đang suy nghĩ không biết ông này ông đang làm trò gì đây. Trời, điện thoại để lên đầu luôn. Trời, để cái điện thoại để nó lên đầu luôn mà chứ. Quậy nhiều cái rồi đỡ không nổi. Còn về món ngon mỗi ngày hôm nay á cả nhà, nhà mình sẽ ăn là món bánh canh bột sắt ha cả nhà ha. Giờ mình sẽ đi hầm xương làm nước lèo. Đây một ít tôm khô này lột vỏ rồi không bà cô chú? Lột vỏ chưa? Lột rồi. Nè cả nhà coi, nhỏ mà người ta lột vỏ mất tiêu rồi. Một ít tôm khô cho nước nó ngọt nè. Và không quên bỏ thêm hai cái bắp vô. Bắp này là bắp nhà trồng đó không bà cô chú? Dằn một ít xì muối. Mình không cho hạt nêm nước bự đều của mình nó bị đục. Đó, để vậy mà hầm đây. Còn bên đây mình sẽ đi luộc tôm. Bánh canh bột sắt mình ăn với lại tôm, với giờ bò viên, với lại thịt nạc. Với lại xương hầm. Mình cho cục thịt này vô mình luộc luôn cả nhà, chút mình sẽ vớt ra. Còn bây giờ mình sẽ làm bánh canh cả nhà. Ở đây mình có là bột gạo nè. Mình cho 2 chén bột gạo. 2 chén. Mình nói mua bột gạo để về mình làm lại bánh giò mà chưa có thời gian đúng không bà cô chú? Còn đây là bột năng. Muốn ăn dai nhiều thì mình cho bột năng nhiều, muốn ăn dai ít thì mình cho bột năng ít. Đó. Giờ mình bột cho nước vô cả nhà. Mình sắt xong rồi cả nhà. Bây giờ mình bỏ vô mình luộc. Luộc 2 lần thôi. Luộc xong rồi cả nhà, mình vớt ra mình bỏ vô trong một thau nước nha cả nhà. Cả nhà coi cọng bánh canh của mình nè. Ủa đâu à? Nè. Nó không còn gãy nữa. Giờ này là phải bỏ vô nước. Nó dẻo quá cả nhà. Mà nó không quá dai nữa cả nhà, tại mình bỏ ít bột năng đó.
cho đây một ít màu điều cả nhà. Cho tỏi vô mình khử thơm. Bỏ mình thơm là mình cho đầu hành vô luôn. Rồi tắt lửa. Nó khét đầu hành của mình. Mình cho vô nước lèo cả nhà. Giờ mình cho cái hành hỗn hợp này vô trong nước lèo. Nước lèo nãy giờ mình tắt lửa, tại vì nó hầm nãy giờ lâu rồi. Rồi bắt đầu mình nêm nếm nước cho nước lèo của mình. Mình cho vô đây là nửa muỗng canh đường, xí xì xì bột ngọt, nước mắm. Hồi nãy trái bắp mình vớt ra cả nhà. Hôm nay chỉ còn xương với lại tôm khô thôi. Nếm lại ha. Mình nếm lại vừa ăn rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ múc ra cho ông nội một tô trước. Món này ông nội ăn được không bà cô chú? Tôm. Ê, quên. Ông nội không ăn tôm. Xém chút vào trong nội thịt nhiều xíu đi. Xém chút mình quên đó cả nhà. Quên lửng. Đem qua thấy tôm ông nội bỏ nguyên tô bánh canh luôn à. Cho ông nội vô bò viên nhiều tí. Ít hành ngò lên, chan nước lèo vô. Tôi tin cô Bin dậy luôn rồi mà có chút. Hết hồn, đi vô. Hết hồn, vậy là hết hồn nổi nè. Ông đứng sau lưng mình đó cả nhà. Mình kêu chồng mình bưng qua cả nhà. Ở đây hên chồng mình về tới cho ông nội miếng tiêu nữa. Ok. Quên xin chút là mình bỏ tôm vô nội. Ông nội mà thấy tôm ông nội bỏ nguyên cái tô bánh canh luôn. Thầy lục không? Mình cho ba bà chưa? Kì ba bà chưa? Ba chưa có bật rồi. Kì hảo đi để tưởng đi xe tha chiêu phan ạ. Có cái gì vậy? Không cần đâu. Chưa cứ ủ luôn á, ủ phẩn này, ủ cha cũng ủ luôn á, nghĩ dù mãi à.
mình nói cái cọng bánh canh này là mình làm ở cái nhà phải mua tung ra đúng không, bị tung ra cổ lắm. Mà cái nhà cái nhà ơi đúng không, chỉ là dùng là ngon tuyệt vời, không phải là nói mình khen cái nhà ngon đó là cô có chưa bà. Đây áo chưa hay ổn không chưa? Ổn 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 chưa? Tập ngon hảo chứ ngon lắm đấy nha. Thấy vậy sao chưa bảo là bà ra chứ cứ Mỹ Phan à. Bảo đảo là ngon.
mình bỏ chồng quá thì người đứng sang mình. Anh nào hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.